Xin chào cả nhà nha. Hôm nay cô Huyền Tha Ma sẽ có món đầu gà và chân gà và luộc lên với xả với khế chua ăn kẹp nha. Cả nhà nhìn này, 6 đại ca của cô chưa? Tí nữa, cả nhà ai có thời gian đi học vừa rỗi rãi thì vào đây ăn với cô nhá, còn không hết đâu. Để dành mang về phần thôi. Thơm lắm, nhìn cô làm sạch sẽ cho nha nhỉ. Đúng này, thấy chưa? Sạch sẽ cho này. Đi chợ về đây, nha. Ok chưa? Ngon chưa? Tí nữa cô đây này, cả nhà nhìn thấy chưa? Rổ khế đây. Đấy, làm sạch sẽ nha, nhìn chưa? Bây giờ mình bỏ vào đây lên nồi nha. Xong rồi mình bỏ vào đây, xong rồi mình đập một đánh xả vào cho thơm. Quên lấy tí gừng nữa thì được, lấy tí gừng nữa em ơi. Rồi mình đi lấy thêm tí gừng thôi nha. Nó rực rỡ. Chứ gà đâu gà là có gừng xả. Có người xả chưa? Ăn cái này thôi. Cô biết tiền đâu ăn ngon này. Cái này ngon lắm rồi, tốt lắm rồi đấy. Mà làm ăn thôi, có bán chắc gì đâu mọi người ạ. Đấy, cả nhà nhìn này. Đây. Ta đi vị trí này. Ta đi vị trí này. Ít mời cả nhà nhá. Ta đi làm cái chua này. Sẽ cho đâu. Có mực cơ thì mới có người chứ. Tí cái này giặt cho tôi nó chờ bao. Tí em đổ rác cho yên tâm chị ạ. Em có bếp nhà tí em vui nhưng mà tục cơm với tôi đâu mà. Thì tôi có cái làm món gì đây hả sếp? Hả sếp, cái món gì sếp ơi? Tốt rồi, tốt sạch thì mát lớt, sạch cho cơm. Đói nó sạch thì sạch cho thơm. Ăn trứng cho Milo và bắt mình ở chảo đây. Đường thôi. Đây mình còn hết lắm. Chồng nó lại giận đấy.
này thôi. Cắt cái này sạch sẽ. Này em 1.7 nữa là nó đau lên đây. Nhà mình làm cái chua lắm mọi người. Ai đang kiếm thì để ra phải nấu cá nha. Đổ cơm lên đổ xuống ao thôi. Để cho gà ăn, gà đẻ thôi. Chiêu tô khổng lồ thì cho mọi người hưởng thụ chứ. Các cháu thích cái nhiều thế chua. Đấy thôi. Này cũng chưa sướng, ăn mới sướng, ăn mới sướng thì thôi. Cái nào cũng vô cùng khổ. Thế thôi, nó vừa vừa đấy. Nó kín sạm như thế nào. Ý gì đâu, ăn cho sập vừa rơi. Không có điều kiện mà nhà làm ra. Bà hái về ăn cho cũng vừa rơi. Bà đã nhỏ rồi. Đi ăn sậu cho phải tiền nó mất không được mà. Không được rơi. Tiên đang đã cười đây. Xin chào em yêu cái chua. Báo cáo em là mày thôi. Người ta chỉ nấu thế trong chốc đông đỏ đỏ thì nó phí phạm rồi. Người đông mà. Ai ăn? Nhiều người ăn, học sinh trăm người đến. Rồi thiên thiên. Học sinh là trăm người đến. Mà vớ nên bạn đi chặt trộm gà cà con nhà bà. Ờ thế đó. Cho xin. Thôi đừng gọt nữa để em cầm về. Nè, có gà ăn nữa thì. Thì anh em mày có thịt chưa? Thịt có rồi. Tấn thương mua ta để này cho 100 nghìn. Thì cứ để đưa đây. Mẹ con thì cần phải tiền nong. Giống người có tình cảm đấy. Thì ơi, ăn đồng sữa đi em ạ. Nè, đồng sữa rồi. Đi nha cả nhà, đi nha. Ngọt này, giấm này. Báo cáo mọi người là giấm phải rửa qua nha, để ngày bụi lắm. Sạch sẽ vệ sinh an toàn nha. Giấm cẩm này. Ăn nhiều cái đồ này vào là đỡ được Covid đi. Hết Covid ngay, không phải suy nghĩ em có Covid nó khủng đâu nha mọi người nha. Ăn tổng tốt lắm em. Hôm nay được tiền bảo hiểm chung với điện mà mình đi lên chụp ảnh quay clip mà mình chưa lên đây. Mua cái bảo hiểm 1.250.000 cả gia đình ấy. Bảo hiểm an toàn đấy. Cho đường thế này, cho lá rảnh thế này, cho một tí này. Đây là yêu cầu của khán giả nhá. Ôi, cô ăn chân gà đây cô, cô ăn đầu gà đi. Cô ăn đầu gà này, hôm nay cô thành gà chết. Mai mua vịt về đánh tiếp canh đây là Nga ơi. Tiền đang làm gì nhỉ? Một anh này, hai anh này. Hôm nay sốt khẩn rồi, sạch sẽ rồi. Tranh thủ cái thằng quay clip nó đi vắng ngồi em phụng tí cho nó vậy. Ngon. Ăn này, còn cái xương tí để cho chó ăn phí. Rồi. Phí ơi! Mày có ăn cái món này không?
món này là sạch sẽ luôn, không phải suy nghĩ. Chị vừa làm đầu gà, chân gà cho vợ. Em ngồi ăn với chị đến đêm hai à? Ôi trời ơi, ông nghén mà. Ừ chịu đâu. Ăn đi là ông nghén rồi. Xứng đáng nhỉ. Không cho miếng rồi. Chặt nó ra chặt nó ra nhỉ. Nước giấm rồi. Cho cô cho nước cà chua nhé. Cô cho chanh chanh đâu. Cho nước giấm nước cà chua thôi. Tại vì cô không muốn chanh. Hết tiền mua chanh nhỉ. Gia đình điều kiện thì khó khăn rồi. Cái này ấy chỉ cho một tí mì chính này, tiêu bắc này, ớt cay này, đường này, nước khế chua này, sả này, gừng này, tỏi này, đậm vào nữa thôi các bạn. Ok chưa? Từ đây Hà Nội cũng ngửi thấy mùi như, coi clip thì người ta ngửi thấy ngay. Em làm em ăn em bán không nha. Điều kiện có điều kiện bán không? Ý nhà có khách. Này điên, cỗ này được làm điên. Wow. Bà đi ra nào. Nhất mình ăn đi, mình làm thì ăn mới ngon. Nhưng làm mà thích sốc thì đẹp quá là không ngon. Điền tâm ăn bốc, chim ăn bốc, chim ăn bốc. Mình nhất, nhà mình cá bầu là chỉ cần có đồ không ngon. Nhưng mà mình biết làm thì ăn mới ngon thôi. Cháu đi ăn đồ gà. Còn một cái đầu này đã in đấy. Cái đầu này đã in đấy thôi. Chọc nó nát rồi làm gì đây. Trời ơi. Cho con Miu này sao cũng đánh nó trực đây Miu à.
Không có đường nha. Để tôi. Coi là nó bếp ra kiểu mới đúng kìa. Ngon. Ăn cái này không có cay ngon. Cái xẻ tí thì hôn mới thích. Ngày xưa cô tuổi còn trẻ đây, người ta người yêu mà thích ăn cay, hôn nó mới thơm, mùi nó mới tanh. Ngày xưa ông bà yêu nhau lâu không? À bà chị ơi, mấy tháng mới lấy nhau. Bà chị ơi, ngày xưa yêu nhau mấy tháng? Không yêu mà lấy à? Nhưng mà giá thì yêu nhau hơn. Ngon quá. Mà ví bà kia bà mất chết ấy. Bà tham ăn. Nhục mầm sữa tí đến tối ăn đây, để mai ăn một chiều mầm sữa, chiều ăn trưa luôn à. Ta mua toàn mừng dâu dưa về ăn đi. Ăn đường ngon, bây giờ thần làm ngon. Chắc đi cho nó đơ. Đông bia là 15.000. 15.000 thì tí giảm mấy cái đầu gà hết nợ với bây giờ xếp đỏ cái đầu gà xong 20.000 10 chiếc. Đây này, tôi mua gần 100.000 đây là tính gần 200 này nó giảm thế này. Mua kiểu gì mà đắt rồi. Còn một cái nó lấy đắt quá. Em tiên. Cái dây cũng tính rồi. 10.000 5 cái đầu gà. 6 cái đầu gà. Chị không tin 6 cái đầu gà. 4 cái chân. À đâu, chục cái chân gà nữa đâu. 5 đôi chân gà. Mà đang con mà tao bán này tí cho mày về, mày được lên kênh mà tao cho mày 10 cái follow. Nhà bà có một cái follow mà cho 10 cái lấy nhà chồng bà ấy luôn. Con nào? Ở kia ơi, ăn thịt gà có những răng không? Ờ. Ăn đầu gà không luôn? Hả? Ăn
Về đi tìm vào công quá. Về tí vào anh em mệt lắm, người em ngập nhập, mình nôn ra, người em còn khó lắm. Tí chồng bảo em ơi đi ngủ trưa tí đi. Em mệt lắm, bố em mệt sao giờ, trời gió mùa. Đã cay rồi còn cho tiêu bắc nữa, chốc có bất nại mưu không có ăn. Không, đừng quay chưa, quay chưa. Quay xong rồi tí thừa mang về cho con. Ừ, tí mang về cho con. Con có mà ăn không? Khốn rồi. Rồi, quay xong rồi. Chị ơi bỏ đi mà làm người xương đầy này, cho con xương này. Miu ơi, miu 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 miu. Chị yêu này. Không. Mày ra mày ăn rồi đấy, bọn nào mày vứt đầy vô trong nhà. Chị nhập vào. Nhà có được biết mà con này. Tao nhìn tôi ngồi tôi sợ chó cả. Nhận được chưa cô nào đầy chó đấy. À này chị lấy trước chiều mà đi quay clip đi. Chị đi ra biển thôi. Mang điệp điệp ra biển nướng ăn thôi. Ra biển. Cả nhà nhá, cả nhà nhìn thấy cái gì chưa? Này, đây nhá, đầu gà mắt gà nhá, Tương Nguyên nhá. Chào cả nhà nhá, chúc cả nhà buổi trưa mạnh khỏe nhá, hạnh phúc nhá, tương lai nhá. Ok đi, báo cáo mọi người là em ăn một cái đầu một bữa cơm đấy.